Xin chào toàn thể quý vị các bạn đã đến với kênh Tôn Ngộ Không Hà Nội. Xin chúc quý vị có một ngày mới thật nhiều niềm vui. Ngay bây giờ chúng tôi xin giới thiệu với quý vị, đây là chiếc mũ Tôn Ngộ Không dành cho trẻ em. Quý vị có thể thấy, đó, chiếc mũ rất là đẹp, với phần râu dài, phần ở dưới chúng ta sẽ có phần đèn nháy, đó, các bạn sẽ nháy lên rất là đẹp trong buổi tối, đó. Cái này dùng để đội lên đầu các bé nha, với các bạn muốn thành Tề Thiên Đại Thánh. Đó, quý vị có thể xem tổng quát. Quý vị có nhu cầu hãy liên hệ số điện thoại của shop Tôn Ngộ Không Hà Nội hiện trên màn hình 0968 646 698. Chúng tôi chuyên cung cấp trang phục Tôn Ngộ Không toàn quốc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.